Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục chương trình tưởng niệm tiên sinh Osawa năm 2015 theo sự chỉ đạo của thầy trụ trì. Chúng tôi xin thực hiện tiếp phần phát biểu của bệnh nhân. Trước tiên chúng tôi xin mời cô Hồ Thị Đào, pháp danh Ngọc Thành, 57 tuổi, nhà địa chỉ ở Phan Thiết, bị bệnh nang tụy sỏi mật 8 ly, mất ngủ, máu nhiễm mỡ. Xin lên phát biểu về trường hợp bệnh của mình, áp dụng phương pháp dưỡng sinh như thế nào. Xin cô Hồ Thị Đào phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy trụ trì chùa Long Hương, và con cũng xin chính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa các Phật tử, con tên là Hồ Thi Đào, năm nay 57 tuổi, pháp danh là Ngọc Hạnh, ở tại Phú Yên. Nhân hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm 2015, nhân dịp dỗ tiên sinh Osawa, con có đôi lời chia sẻ cùng các bạn Phật tử. Thời gian qua, 2012, con bị một cái chứng viêm tụy cấp, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau đó điều trị 9 ngày tại bệnh viện thì con bị nang giả tụy và sỏi túi mật, rồi rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, thoái hóa đốt sống cổ. Tình cờ con dùng thuốc tây rất là nhiều, nhưng mà nó bị tác dụng phụ của thuốc. Con bị mệt mỏi và không thể tiếp tục dùng thuốc tây. Thì từ năm 2012 mãi đến năm 2014 thì cái chứng đó bác sĩ bắt con phải dùng lại thuốc tây, thì và đồng thời phải vào bệnh viện nhập viện nếu tiếp tục có gì siêu âm nội soi tiếp là có thể là mổ. Con đành về nhà, con nguyện niệm Phật và con nói con ước ao gì có một cái phép nào mà cho con chữa bệnh đừng dùng vào thuốc tây. Tình cờ tháng 3, rằm tháng 3 năm 2014, có một cái chị đó, bạn quen, bị tai biến. Trong vòng 3 ngày ăn cháo gạo lứt mà cổ đứng dậy, cổ đi được. Thì con nói tại sao mình lại không dùng phương pháp này. Sau khi con đã dùng, con quyết tâm, con dùng theo phương pháp, theo chị bạn này, trong vòng 7 ngày đến 10 ngày rồi 15 ngày thì con thấy trong người con nó bủng rủng mà nó mệt. Nhưng cái mệt đó con lại thấy nó khác hẳn ra, thấy người nó nhẹ lên mà nó lại khỏe ra. Sau đó con tiếp tục điều trị bằng gạo lứt muối mè. Lúc đó con chưa gặp được thầy, nhưng mà con chỉ lên mạng và đồng thời con theo dõi thầy trên mạng và con dùng. Thì con ăn qua một tháng con vào thầy để khám. Thì trong lúc đó con thấy cái điều tuyệt vời nhất là sức khỏe nó vươn lên một cách rõ ràng. Con làm công việc từ sáng cho đến chiều tối mà con không biết mệt. Con vào gặp thầy, thầy cho con ăn thêm một tháng nữa là con ăn 60 ngày. Thì 60 ngày khi con đi kiểm tra lại thì tất cả mỡ máu, rối loạn mỡ máu và gan nhiễm mỡ và nang giả tụy nó đã ổn định. Thì con không biết gì hơn. Con chỉ nghĩ rằng là bây giờ con đã dùng qua như vậy là 13 tháng.
con thấy sức khỏe con đã khỏe hẳn lên. Và người nhà của con lúc bây giờ rất là tin tưởng. Cháu của con bây giờ, cháu nội nó sinh ra, nó cũng theo phương pháp của thầy, dùng cháo gạo lứt và nước gạo lứt của thầy. Và cháu hôm nay là được 12 tháng mà được 13 kg và rất là thông minh. Thì ngày hôm nay con vào đây, con xin chia sẻ cùng các Phật tử và bạn đồng tu. Con xin tri ân thầy chủ trì chùa Long Hương và con xin tri ân tiên sinh Osawa đã sáng lập ra pháp môn này. Con thiết nghĩ phương pháp thực dưỡng này rất tốt và rất là tuyệt vời và huyền diệu vô vàng. Con xin có chút đôi lời tri ân đến thầy và thầy Tuệ Hải và tiên sinh Osawa. Con xin đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。